Nhằm góp phần bình ổn giá hàng hóa thiết yếu trên địa bàn tỉnh trong dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015, Ủy ban nhân dân tỉnh đã phê duyệt ngân sách tỉnh tạm ứng vốn không thu phí cho các đơn vị sản xuất kinh doanh dự trữ hàng hóa thiết yếu phục vụ Tết Nguyên đán. Các mặt hàng nằm trong diện bình ổn giá năm nay là gạo tẻ thường, dầu ăn, thịt lợn, thịt gà, trứng gia cầm các loại. Vào dịp Tết, nhu cầu tiêu dùng của nhân dân tăng hơn so với những ngày thường, nhất là các mặt hàng thiết yếu và có tâm lý dễ chấp nhận việc tăng giá. Lợi dụng tâm lý đó, một số thương nhân đã găm hàng tăng giá đột biến, tạo nên sự bất ổn định về giá cả thị trường trong dịp Tết. Trước tình hình đó, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành chỉ thị 22 về việc thực hiện các giải pháp bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường các tháng cuối năm 2014 và Tết Nguyên đán 2015. Để các ngành, các cấp cùng tham gia công tác bình ổn giá. Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh đã phê duyệt chi 30 tỷ đồng tạm ứng vốn không thu phí cho các đơn vị sản xuất kinh doanh, dự trữ hàng hóa thiết yếu phục vụ Tết Nguyên đán. Sở Công Thương ban hành các văn bản đề nghị các doanh nghiệp kinh doanh trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện các giải pháp đảm bảo cân đối cung cầu hàng hóa, bình ổn giá thị trường. Đề nghị các doanh nghiệp xây dựng kế hoạch dự trữ hàng hóa, đảm bảo đủ hàng trong dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015. Thực hiện chương trình kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về việc bình ổn giá trên địa bàn. Sở Công Thương đã phối hợp với Sở Tài chính thực hiện các chương trình bình ổn giá, đã xây dựng kế hoạch trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định phê duyệt cái kế hoạch vào chương trình bình ổn giá trên địa bàn. Sở Công Thương đã giới thiệu các cái công ty và được Sở Tài chính thẩm định hồ sơ của một số các cái công ty trên địa bàn có nhu cầu phục vụ bình ổn giá trên địa bàn mà các mặt hàng chính phủ đã quy định. Bên cạnh thì có lực lượng kiểm tra liên ngành đã được Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập đã kiểm tra các cái quầy hàng, các cái gian hàng phục vụ bình ổn giá là đã niêm yết giá, đồng thời biển hiệu quảng cáo giới thiệu chương trình để phục vụ nhân dân, nhất là trong cái điều kiện mục đích ý nghĩa là ổn định thị trường trước, trong và sau Tết Nguyên đán. Sở Công Thương đã chỉ đạo Trung tâm Thông tin xúc tiến thương mại cũng đã phối hợp với các cái công ty có các cái mặt hàng bình ổn giá để đi bán hàng lưu động ở các cái vùng sâu, vùng xa, ở các địa bàn nông thôn, hẻo lánh. Theo tiêu chí xét chọn doanh nghiệp tham gia chương trình bình ổn giá, trước hết các doanh nghiệp phải có trụ sở đang kinh doanh trên địa bàn tỉnh, phải có uy tín, quy mô kinh doanh phát triển, về cả vốn, mạng lưới bán buôn bán lẻ, có kho dự trữ, có năng lực thực hiện và có kinh nghiệm tổ chức nguồn hàng phân phối. Các doanh nghiệp tham gia chương trình bình ổn giá trong dịp Tết Ất Mùi phải đảm bảo đầy đủ số lượng hàng hóa thiết yếu đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của nhân dân, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, sốt giá trên thị trường. Hàng hóa phải đảm bảo các tiêu chuẩn chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm, giá cả ổn định. Mạng lưới phân phối bán lẻ các mặt hàng thiết yếu phải phân bổ đều và hợp lý ở một số điểm trọng yếu trên địa bàn tỉnh. Là đơn vị mà được Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc chọn để làm cái chương trình bình ổn giá này, thì trước khi chúng tôi được duyệt và được tỉnh chọn thì đã có cái chủ động liên kết với các cái đơn vị sản xuất cũng như là các nhà phân phối, đáp ứng được các cái nguồn hàng sẵn sàng phục vụ để cho bà con, đặc biệt là cái giai đoạn trước và sau Tết Nguyên đán là những thời điểm hết sức nhạy cảm mà nó có thể là dẫn đến sự biến động về giá cả, cũng có thể biến động về cái sự khan hiếm hàng hóa. Chính vì vậy chúng tôi đã có cái nguồn dự trữ từ trước để bảo đảm sẵn sàng đáp ứng nhu cầu của bà con tại địa phương. Theo đó, 10 doanh nghiệp được tham gia bình ổn giá năm nay sẽ chủ động dự trữ hàng hóa phục vụ trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2015, đồng thời mở rộng mạng lưới phân phối hàng hóa trên địa bàn tỉnh, chú trọng phục vụ các mặt hàng thiết yếu tại các điểm bán vùng sâu, vùng xa của tỉnh, thực hiện kê khai, niêm yết giá, tránh tình trạng thiếu hàng, sốt giá. Doanh nghiệp năm nay cũng là năm thứ hai tham gia với chương trình bình ổn giá, thì cũng đã chuẩn bị rất là kỹ lưỡng về cái sản phẩm đầu ra để phục vụ tới bà con trên địa bàn tỉnh trong cái dịp Tết Nguyên đán này. Đến nay doanh nghiệp cũng đã chuẩn bị được 90% để đủ cái nhu cầu thực phẩm để phục
phục vụ cho cái Tết Nguyên đán năm nay 2015. Mua hàng bình ổn giá, người tiêu dùng được thụ hưởng ưu đãi về giá bán thấp hơn so với thị trường từ 5 đến 10% trong dịp Tết. Ngoài phần vốn của Ủy ban Nhân dân tỉnh cho tạm ứng từ Quỹ Dự trữ Tài chính, các đơn vị doanh nghiệp đã chủ động nguồn vốn khác để dự trữ nguồn hàng hóa, góp phần bình ổn giá cả thị trường trên địa bàn tỉnh. Năm nay là năm đầu tiên chúng tôi tham gia chương trình bình ổn giá trên địa bàn tỉnh. Nhận thức cái mục đích, cái ý nghĩa mà chương trình đem lại cho người tiêu dùng, ngay khi tiếp nhận được cái nguồn vốn từ Ủy ban tỉnh, công ty chúng tôi đã ký hợp đồng một số cái nhà cung cấp để phục vụ đủ cái nguồn hàng cung ứng cho công ty chúng tôi, để phục vụ cho công nhân và bà con khu vực đến mua hàng trước Tết Nguyên đán, trong Tết và sau Tết Nguyên đán. Và là chúng tôi sẽ đảm bảo là đủ nguồn hàng và giá cả ổn định, không được biến động. Với việc các doanh nghiệp đảm bảo dự trữ đầy đủ các mặt hàng bình ổn giá sẽ giúp cho người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh tin tưởng, yên tâm đến các điểm cung cấp hàng bình ổn giá và mua sắm các mặt hàng thiết yếu phục vụ Tết cho gia đình mà không phải lo ngại về chất lượng, giá cả cũng như nguồn gốc xuất xứ. Chương trình bình ổn thị trường đã được triển khai trên địa bàn tỉnh năm nay là năm thứ ba và được đánh giá là một trong những biện pháp hữu hiệu để đảm bảo nguồn cung hàng hóa, nhất là các hàng hóa thiết yếu, góp phần thực hiện có hiệu quả cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam và đóng góp tích cực vào thực hiện mục tiêu kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội.